vào. Hà mã bảo muốn ăn trứng xào cà chua, hãy mau làm nhanh lên. Món trứng xào cà chua. Chào mừng bạn đến với nhà hàng của Gấu Trúc. Các món ăn sẽ được bê ra ngay bây giờ. Cà chua. Trứng. Hãy bật bếp ga lên và xào món bơ. Nước trứng. Nước trứng. Cà chua. Mì chính. Muối. Mì chính. Mì chính. Mì chính. Muối. Bếp bị tắt rồi, hãy thử bật lại một lần nữa xem. Mì chính, muối, muối. Thịt hun khói. Thịt bò. Xúc xích. Mực. Dưa chuột. Thịt bò, thịt bò, thịt bò. Xúc xích. Dưa chuột. Thịt bò. Dưa chuột. Mực. Xúc xích. Mực. Thịt bò. Dưa chuột. Mực. Xúc xích. Mực. Thịt bò. Dưa chuột. Mực. Xúc xích. Dưa chuột. Mực. Xúc xích.
nước sốt thịt nướng. Bột ớt, muối, tiêu bắc đen, món ăn của bạn đây. Món trứng xào cà chua. Cà chua. Trứng, hãy bật bếp ga lên và xào món ăn nào. Bơ, nước trứng, nếu lắc điện thoại thì chiếc chảo cũng sẽ được lắc theo. Cà chua. Mì chính. Muối. Hành. Món ăn đã được hoàn thành, hãy tắt bếp đi nào. Món ăn của bạn đây. Bánh quy vị cacao. Bơ, đường, 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 muối, 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 trứng, bột mì, bột cacao, nước, bánh bột nhào,
Món ăn của bạn đây. Bánh quy vị cacao. Món trứng xào cà chua. Món trứng xào cà chua. Thịt hun khói. Thịt hun khói. Thịt hun khói. Bánh quy vị cacao. Tớ muốn ăn cái này, xin cảm ơn. Thịt hun khói. Món trứng xào cà chua. Món trứng xào, tớ muốn ăn cái này.